Tôi nói trước rồi, bối mộc nhĩ rất là xảo quyệt. Tôi đánh giá quá thấp bối mộc nhĩ. Chúng ta phải sớm cứu cha tôi ra. Các anh em có cách gì không? Chú à, chú tìm cách cứu cha cháu đi. Cái này đương nhiên rồi. Nhưng mà chắc chắn Dương Bàn Hổ và bố Mộc Nhị đã tính luôn hành động của chúng ta. Rủi bọn chúng giải ngạo đại ca về làng Câm Hà, chừng đó muốn cứu cũng khó lắm. Tôi biết ý của các anh em lắm, nhưng mà nếu chúng ta làm khơi khơi, chẳng những không cứu được ngạo đại ca, mà sẽ hy sinh nhiều anh em nữa. Cha vợ có ơn với tôi lắm mà. Dù là nguy hiểm cách mấy đi nữa, tôi cũng phải xuống núi để mà cứu ông. Minh chủ, xin đừng có làm như vậy. Rủ Minh chủ có gì á, chúng ta sẽ như rắn không có đầu. Minh chủ à, biết Minh chủ trung càng nghĩa đảm đó, nhưng mà hành động lần này rất là quan trọng. Minh chủ phải tính cho kỹ rồi nha. Phải. Nhưng bây giờ ai có thể đi ra làm được chứ? Hey, đừng có lo thôi nữa mà. Dù lên núi hay xuống biển lửa, gian đàn này có hy sinh mạng già, cũng phải nhất định cứu ngạo đại ca. Dạ vậy kìa, tôi cũng đi. Đúng vậy, cùng lắm bị bắt luôn là cùng thôi. Được. Chú Đằng à, cháu cũng đi theo. Phiền. Chuyến đi này thập tử nhất sinh, chú không muốn ngạo đại ca mất đi người thân yêu nhất. Chúng ta lập tức lên đường. Đúng, đúng. Còn cháu nữa, cháu Phong, cháu chưa có thể trả thù được. Chuyện này để chúng tôi làm đi. Thay vì chờ ở đây, sao không xuống núi giết tên cẩu tặc? Chú nè, cho cháu đi theo. Được, vậy lên đường. Sao chứ? Không có gì. Mà là con cháu Phong. Nếu như bằng không, cha đã chết rồi. Tại anh nó không có đi thôi. Rốt cuộc là Dương Bàn Hổ bắn tên lửa làm chất nổ, nổ tung lên hả? Đó, còn cháu Phong à, dùng dao chặt đứt dây xích, tại anh kéo ngạo đại ca ra, bay ra ngoài đó hả? Hay, anh rất là dũng cảm. Anh Phong à, cảm ơn anh đã cứu cha của em. Cháu Phong, cháu đã cứu mạng của chú. Ơn của cháu, chú nhất định sẽ trả. Thưa chú đừng khách sáo. Cháu sống có gì liên tiếc, dù phải hy sinh gì nữa, cháu không có gì đáng kể. Phong à, anh đừng có nói như vậy. Thật ra, nếu mà anh em nghĩa quân chúng ta ai cũng được phân nửa như cháu Phong, thì chúng ta có xem bọn Mông Cổ ra cái gì đâu chứ. Được. Các anh em làm rất là xuất sắc. Được. Minh chủ sẽ ghi nhớ, và mai muốn sẽ khen thưởng cho Phong. Nhà phó soái, ông. Ngạo đại ca, chắc là anh cũng mệt rồi, vào trong nghỉ ngơi nha. Ờ, phải đó, đưa vào nghỉ ngơi đi. Ê, thật là không ngờ, ngày thường thấy Lăng Ngạo Phong không có nói chuyện, nhưng mà đến lúc gặp trận là rất là dũng cảm. Phải rồi, nghe gia phó soái và lục phó soái nói à, Lăng Ngạo Phong á, đơn thương độc mã, phóng tới xe tù à, cầm cây dao, chặt đứt dây xích.
và giết hết cái bọn chó mông cổ đó hả? Wow, thì ra võ công của anh lợi hại vậy. Nghe nói Minh Chủ là sư huynh của anh, chắc võ công còn giỏi hơn nữa. Ê, chưa chắc đâu. Lại có chuyện gì nữa đây hả anh? Sớm muộn thì cũng có chuyện mà thôi. Anh hỏi em, lúc điều binh khiển tướng từ trên xuống dưới là cái gì? Là đồng lòng nghe theo quân lệnh. Đúng vậy. Nếu mà có ai tính cho bản thân, muốn làm mình nổi bật lên, muốn người ta nể mình, vậy làm sao đồng lòng đây? Ai mà nghe quân lệnh nữa chứ hả? Anh muốn nói là anh Phong đó hả? Anh không phải là cố tình nói nó đâu. Anh là thủ lĩnh của nghĩa quân, đương nhiên là tính cho nghĩa quân rồi. Nếu như mà anh muốn làm như vậy thì bây giờ đã là thần tượng của tất cả rồi, phải không hả? Anh Phong thật ra đâu có làm như vậy. Anh cứu cha của em là tính cho đại cuộc thôi, góp sức cho nghĩa quân đó mà. Nó làm cái gì em cũng nói đúng cả, phải không? Tại sao lại nói như vậy chứ? Vì nó cứu mạng cha của em đó mà. Đương nhiên là em bào chữa cho nó. Lúc mà cha của em xảy ra chuyện, anh cũng có xuống núi cứu ông mà. Tại vì Khổng Quân Sư và các anh em không cho mà thôi. Ngạn Long à, anh làm ơn đi, đừng có suy nghĩ bậy bạ như vậy nữa, có được hay không? Anh trút thời gian tập võ và lo gì có nghĩa quân nhiều chút đi. Xin lỗi nha, là lỗi của anh. Thiên, Thiên à. Anh đã cưới được người đàn bà tốt nhất của trên đời này, vậy anh có cái gì thua cho nó chứ? Khờ dại quá. Mai mốt anh không nghĩ vậy nữa đâu hả? Đừng giận anh nha. Đã bố trí đàng hoàng cũng bị tụi nó cướp đi, tụi mới làm gì vậy? Tiểu nhân biết tội, nhưng mà thái ông thất mã kiên trì phi tước, tuy rằng tụi nó cứu được người về, nhưng mà tiểu nhân lập tức cho người đi theo dõi và biết sao nguyện tụi nó đâu rồi. Thì ra trên núi Lạc Ngãn. Núi Lạc Ngãn à? Dạ phải. Tiểu nhân có mang theo địa đồ tới cho Dương gia xem nữa nè. Được, lần này nếu bắt được bọn phản tặc, coi như là ngươi lấy công chuộc tội. Đa tạ Dương gia. Trên đó địa thế hiểm trở, ba phía đều là núi, chỉ có lối đi ở giữa, thủ dễ công khó. Dương gia quan đã biết liền mà, quả nhiên là một tướng giỏi. Tụi nó chỉ bao nhiêu người? Chưa điều ra được. Nhưng mà vậy đó Dương gia, theo hình của núi Lạc Ngãn này, chỉ có một con đường đi là núi mà thôi. Nếu chúng ta tử thủ chỗ đó, cắt lương của tụi nó là được rồi. Nếu muốn dùng cách này thì phải tác chiến tác quyết. Nếu mà không, rủi mà tụi nó có bệnh viện, quân chúng ta sẽ bị địch tấn công, rất bất lợi. Dương gia nói rất là đúng. Hơn nữa địa thế trên đó hiểm trở, tụi nó thủ trên cao dùng cung tên để tấn công chúng ta, chúng ta muốn tấn công lên khó lắm. Sát sa đài Mahani à, xin góp ý Dương gia. Nhị vị có cao kiến gì? Dương gia, tiểu nhân có bốn anh em, từ nhỏ đã xuất gia làm lạc mà, gần đây tới khu làng Cam Hải du lịch. Nếu mà liên lạc được bốn anh em đó, chắc chắn sẽ góp sức được cho chúng ta. Họ là tứ tục lạc mà, hỷ ngộ ai lạc. Tứ tục lạc ma hả? Ta cũng có nghe qua tên rồi. Bạn hổ? Dạ có. Nếu mà được tứ vị giúp việc cho người, ngươi như là cột thêm cánh vậy. Miễn là tảo thân được tụi phản tật, làm sao tiểu nhân cũng chịu mà. Tốt, như vậy lập tức đi mời tứ vị lạc ma đến đi. Dạ, dương gia. Tôi là Dương Bàn Hổ, bái kiến tứ vị lạc ma. Ngươi là Dương Bàn Hổ đó hả? Quân đội của ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi. Chuẩn bị xong rồi hả? Như vậy thì tốt, như vậy thì tốt rồi. Nhưng mà lệnh của Dương gia phải tốc chiến tốc quyết. Nhưng mà tứ vị, tốc chiến tốc quyết à? Ngươi nói là làm hả? Ngươi là Dương đại nhân đó hả? Về việc tấn công núi Lạc Ngạn, Dương gia đã giao chúng tôi làm đó mà. Chúng tôi đây nhất định sẽ làm một cách thỏa đáng hơn.
tại gì? Chàng núi đã bị quân Nguyên bao vây hết rồi à? Dạ phải minh chủ, nhưng mà chưa biết rõ tụi nó có bao nhiêu người. Các anh em nằm tiền đồn, nhìn xuống dưới thấy họ rất là đông người. Chắc là lúc tới cứu tôi đã bị Dương Mạng Hổ theo dõi. Tôi thiệt là vô dụng. Ngạo đại ca, anh đừng có lo. Núi Lạc Ngãn chúng ta thủ dễ, tấn công khó, lương hướng cũng đầy đủ. Nếu bọn chúng đóng ở dưới chân núi đã chứng minh rằng tụi nó không dám tấn công lên khơi khơi đâu. Nếu mà có anh em tự ở ngoài về, nhất định sẽ biết tình hình chúng ta nguy cấp và sẽ cho người tới cứu. Lúc đó chúng ta thượng hạ tấn công, Dương Bằng Hổ chẳng khác nào tự tìm vào cõi chết. Gia Người Ca nói rất đúng. Vài ngày nữa các anh em tại huyện Bình Dương sẽ lên đây lấy lương. Chừng đó họ sẽ biết về chuyện chúng ta bị bao vây. Bây giờ quan trọng nhất là chúng ta cho thêm người nằm tiền đồ. Lính của Dương Bằng Hổ lên tên nào chúng ta giết tên đó. Đúng vậy. Báo cáo minh chủ, có 12 anh em sau khi ăn cơm rồi đột nhiên bị thủ biết và chết. Báo cáo minh chủ, những người dùng bếp dùng kim bạc để thử nước giếng và nước suối, tất cả đều có độc ở trong. Truyền lệnh xuống dưới tăng cường phòng thủ, có gì khả nghi báo cáo ngay nha. Các anh em đã chết, đem xác mai táng đi. Dạ. Khoan đã, ở dưới bếp còn có bao nhiêu nước nữa? Bẩm thưa phó soái, còn 3 gánh nước dành để chùi lao, không có độc. Chứng tỏ là không có độc. 3 gánh nước thôi hả? Ở đây có mấy ngàn anh em lận, chưa đủ cho một ngày nữa. Lập tức cho một cô đưa thờ nghĩa quân ở gần nhất tới đây tăng cường. Dạ. Muốn cầu cứu được hả? Đâu phải là dễ đâu. Bẩm minh chủ, các con bồ câu đã bị quân Nguyên bắn chết hết. Chúng ta xuống giết đi. Khoan đã, đã biết tụi nó có bao nhiêu lính chưa hả? Theo tin cho biết độ chừng 10.000 lính. 10.000? Chúng ta chỉ có được 3.000. Bây giờ đồn dây đâu có chắc thắng. Nhưng mà chúng ta không còn nước uống nữa. Nếu không đồn dòng dây không lẽ ngồi chờ chết hay sao? Hây chà, bây giờ không đột dòng dây tụi nó sẽ lên đây làm sao chứ? Bây giờ đột dây chẳng khác nào đi nộp mạng. Vậy cho chúng ta có cách làm Dương Bàn Hổ không nắm được tình hình của chúng ta, được cách quản binh, ít nhất chúng ta cũng có thời gian để chuẩn bị. Nhưng mà nó cho người rải chất độc, nhất định là biết chúng ta thiếu nước uống. Chúng ta đâu còn cách để làm cho tụi nó không thể nắm được tình hình chúng ta mà không dám xông lên không? Nó cho người bỏ chất độc vào nước, làm chuyện này gấp lắm. Nhưng mà nó không thể biết được chúng ta có một nguồn nước nữa. Chúng ta giả bộ như là không có chuyện gì, ăn uống tự nhiên. Nó sẽ không bao giờ ngờ được chúng ta sẽ thiếu nước uống. Cách này coi như cũng được, nhưng mà kéo dài không được lâu đâu. Thẩm quân sư nói rất là đúng. Dù tụi nó không dám tấn công lên đây, bản thân chúng ta cũng sống đâu có được lâu đâu. Nếu là vậy, tại sao chúng ta không từ lúc còn có sức lực mà đột dây chứ hả? Làm vậy có chút hy vọng mà, hả? Ê, minh chủ, các anh em ở trên núi Lạc Ngãn đây là thủ lãnh của các nghĩa quân các nơi, là những người tinh nghệ. Nếu bị thất bại, chỉ sợ rằng phản quyền đại kế từ đó sẽ biến thành tuyệt vọng. Tam đệ, bây giờ nước uống là cái vấn đề nan giải của chúng ta. Để đi xuống dưới bếp đích thần để chia. Các huynh đệ nào chuẩn bị chiến đấu thì sẽ được quyền chia nữa. Những huynh đệ còn lại tự mình tìm cách đi. Dạ đại ca. Ngạo phó soái, bây giờ chúng ta phải làm sao đi? Chúng ta hãy tìm cách coi. Nếu giờ ngọ trở về đây thương lượng. Còn nữa, dẫn tất cả các anh em tối nay tập hợp lại cùng nhau để mà ca múa. Bà Nghiên tôi vị Lạc Mai và Dương Đại Nhân, tiếng ca nhạc từ trên núi truyền xuống. Hả? Tiếp tục vô thăm. Dạ. Tại sao kỳ vậy? Ngày thứ ba rồi mà thấy tụi nó không hoang mang chút nào. Chắc là cố tình làm vậy rồi, để chúng ta không dám tấn công cái gì. Nhưng mà chúng ta nhất định tấn công vào. Từ lúc tụi nó khát nước, giết sạch hết đi. Khoan đã, chuyện này rất là quan trọng, nên cẩn thận là hơn. Rủi mà tụi nó không phải như người nói vậy, có mai phục sẵn, lúc đó tới phiền chúng ta sẽ bị giết sạch được. Không thể nào đâu. Nguồn nước uống trên núi chúng tôi đã bỏ chất độc vô, tụi nó làm sao mà sống? Người nên nhớ rằng, lúc mà bỏ chất độc là chuyện làm rất là gấp lắm, phải không? Không chừng còn có nửa chỗ nguồn nước chưa có bỏ thuốc độc vào. Nếu tụi nó không uống nước vào, đừng nói là ca múa nha,
nói chuyện cũng không có hơi nữa. Vậy ngươi nói chúng tôi không đủ khả năng làm gì chứ gì? Hey, ta không có ý như vậy đâu. Chỉ có một con đường đi lên núi đã bị chúng ta phong tỏa lại rồi. Tụi nó kiếm không được ai tăng cường. Vậy thì chúng ta thủ thêm mấy ngày nữa, coi tụi nó làm sao đây. Ai đó? Tại sao làm như vậy? Các anh phải xác định nước ở đây tôi không thể uống. Đem về đi. Bây giờ đã không còn nguồn nước nữa. Trái cây rừng cũng bị hái sạch rồi. Có một số quân sĩ đã chịu không nổi. Thêm một hai ngày nữa sẽ có người khát nước chết. Chúng ta phải làm sao đây? Người nào còn sức khỏe thì hãy tự động giảm lương, giảm nước để cho người khác đi. Không được. Từ cấp tướng lãnh trở lên không được giảm. Mọi người đều giống nhau mà. Tại họ mang trách nhiệm nặng nề. Núi tôi có bệnh hoạn thì sao đây? Ở trên núi người nào cũng mang trọng nhiệm. Giờ phút này mà còn phân biệt sẽ không có ai khâm phục đó. Làm sao mà tử thủ cho tới cùng chứ? Đúng rồi đó Ngạn Long à. Chú đang nói như vậy là đúng lắm. Được. Thiểu số phải theo đa số. Ha. Ai mà lòng tự động giảm lương thì giảm nước uống này. Tôi. Giảm thì giảm. Nhưng mà tiếp tục như vậy nữa, giảm cũng vô dụng thôi. Sớm muộn sẽ khát nước mà chết. Tại sao bây giờ chúng ta còn có sức mà không được dậy chứ hả? Tại sao? Đừng. Trong cái lúc mà cấp bách nhất, ngày nào không thấy mặt anh. Bây giờ anh lộ diện ra nói đừng à. Được, anh có cách gì nói đi. Tôi có một cách này, có thể làm thử. Cách gì vậy? Sự thật, bây giờ chúng ta bị bao vây hết. Nhưng mà các anh em đã nhớ rằng, ở chân núi có một phía không có lính kịch. Đúng vậy, nhưng mà phía đó là một cái vực sâu. Nhảy xuống dưới à? Ý của tôi là nhảy xuống dưới đó. Không được, làm như vậy sẽ chết chắc. Cháu Phong, vực sâu đó không có thấy đáy, cháu đừng có làm thử. Cho dù thế nào, cháu cũng phải thử. Nếu mà cháu thành công, cháu sẽ tới Bình Dương cách đây 30 dặm, xin binh diệt. Anh muốn chết thì tôi cho anh chết. Nhưng mà Nguyễn Bình Dương chỉ được 100 mấy anh em mà thôi. Nếu mà anh đi chỗ khác, xin binh diệt, tới chừng gì đây chắc tôi đã chết rồi đó. Anh biết không hả? Nếu mà xuống được dưới núi và có binh diệt, tôi sẽ có cách. Dù là 50 người thôi, cũng có thể đánh cho 5.000 quân của Dương Bạc Hổ bị thương và chạy. Bị thương và chạy à? Nói rất dễ lắm. Anh chưa tới dưới đã bị tan xương nát thịt rồi. Chúng ta đừng nằm mơ gì nói nữa mà. Chúng ta hãy tìm cách đi. Em đi. Nhảy xuống vực sâu, sống hay là chết đó là chuyện cá nhân tôi. Nhưng mà chúng ta đồng dây xuống dưới sẽ bị liên ca tánh mạng tất cả anh em. Minh chủ, chúng ta tới chỗ vực sâu quan sát kỹ từ tỉnh sơ nha. Chú Cảnh, cháu đã quyết định như vậy rồi. Các vị theo cháu ra đó, tiêu cơ ứng biến. Anh Phong. Không được đâu anh Phong, nguy hiểm quá. Nhảy xuống dưới dĩ nhiên là nguy hiểm. Nhưng mà từ bên này nhảy qua bên kia, lấy trấn nhảy qua bên này, tiếp tục nhảy xuống, theo tôi nghĩ chắc là an toàn. Tuy là vậy, nhưng mà nếu cháu lỡ chân một cái sẽ bị thương nặng đó. Nhưng mà nếu không làm thử, đâu có cách giải quyết. Ngoài cái này ra không còn cách nào nữa. Dự đoán của tôi, đến huyện Bình Dương và xin binh diệt. Tối nay anh em bắn tên, nói lấy 10 mạng của tụi nó. Tối mai bắn tên, nói lấy đầu nguyên soái của tụi nó. Ừ. Giả sử tối mai thấy trại của tụi nó bị cháy, lập tức đánh xuống dưới, rồi chúng ta thượng hạ tấn công để giết sạch tụi nó. Tốt. Tốt. Kế hoạch rất là kỹ càng. Bây giờ cầu mong cho Phong được bình yên mà thôi.
Bây giờ chúng ta về chuẩn bị. Giết 10 người của tụi mày, đồng tâm mình kháng quyến. Dù lý thiệt, tụi nó đủ sức hay không đây? Là ai phá vậy? Tiểu nhân không biết. Cái tên này là tên của bọn phản tặc trên núi. Tôi nghĩ là cái bọn phản tặc này cố tình đã làm như vậy thôi. Như đại nhân à, cần gì tức giận chứ? Chắc quý vị chưa biết đâu hả? Tụi phản tặc này không phải là vừa. Chúng ta phải cẩn thận đề phòng nha. Được, nếu mà như vậy chúng tôi ra coi coi. Đi đi, đi. Hả? Tại sao như vậy? Như đại nhân, như đại nhân. Gì? Ở bên tại phía đông cũng có 5 người lính để giết đó. Vừa đúng 10 người, không thêm cũng không bớt. Có chừng tới giờ trộm gì đây? Lâu vậy rồi, vẫn chưa đi ra ra, có ai trộm vào đây? Thiệt vô dụng. Bắt chiếc nạn nhân, có gì lạc mà? Chuyện gì? Trên nó bắn tay xuống và có tờ giấy nữa. Tối này lên mạng cho chủ sói của người. Vô lý. Hay à, chết rồi. Tối hôm qua tụi nó giết 10 người chúng ta rồi mà. Thật sự tại chúng ta có 10 người bị giết chết. Nếu như vậy, người ở trên núi và người ở dưới núi liên lạc với nhau chết rồi. Hay chà, chết. Tam đệ, lệnh bao nhiêu giết bấy nhiêu. Chúng ta ở đây chờ lâu rồi mà. Lấy mạng chó của tụi này hả? Nói thì được thôi. Chúng ta hay ở chỗ này, còn tụi nó làm được cái gì? Hey, ta tin là có. Cũng đừng có cho là không nghe. Tại vì chúng ta đinh trường tướng dũng. Cho thêm lính gần gác vào đi đi ha. Coi tụi nó làm sao vô đây chứ hả? Dương đại nhân, bộ đại nhân sợ sao hả? Chúng tôi này không có sợ đâu. Chuyện gì cũng phải cẩn thận mà. Nghe kỹ, lập tức tăng cường cho người bảo vệ trại chính nha. Dạ. Minh chủ, ở trại dưới núi đang bị cháy. Cháy phòng thành công rồi. Chúng ta từ đây đánh xuống, giết bọn chủ nguyên. À. Đi, đi. Nè, mời cho người cứu quả đi. Yeah. Quý vị mời ngồi, xin mời.
Tác gì huynh đệ, chuyện này may là có Lăng Ngãn Phong không sợ nguy hiểm, chúng ta mới thắng được bộ Mông Cổ này. Chúng ta kính một ly. Được, cạn ly, cạn ly, cạn ly, cạn ly, cạn ly. Mời, mời. Cảm ơn. Cháu Phong, hôm trước cháu cứu chú, bây giờ là cứu rất là nhiều anh em. Chú không biết tờ cháu bằng cách nào. Nếu mà chú nói như vậy, đâu phải là anh em nữa. Nhờ ở chúng ta đồng lòng với nhau mới đánh bại bọn Mông Cổ. Không đâu. Các anh em, núi Lạc Ngãn chúng ta được bình yên như bây giờ, tôi thấy công lao lớn nhất là của cháu Phong đó. Tôi đề nghị nên thăng chức cháu Phong đi làm một phó soái. Các anh em có đồng ý không? Đồng ý. Không được, tôi chưa có làm lần nào nên tôi chưa có kinh nghiệm, không thể nào đảm tránh cái chức này đâu. Ê, cháu Chí Dũng song toàn và đã lập công lớn, cháu làm chức phó soái rất là xứng đáng. Phong à, nếu ai cũng cho rằng anh là người thích hợp nhất thì giờ anh làm đi. Trước hết tôi xin cảm ơn các anh em, nhưng mà về dũng cảm và chí dũng song toàn, các vị tiền bối đang ngồi ở đây ai ai cũng hơn tôi nhiều. Tôi không làm phó soái, nhưng mà tôi có thỉnh cầu. Nói đi. Để tôi chính tay giết Dương Bà Hổ. Vậy rất dễ. Giải Dương Bà Hổ ra đi. Dạ. Dương Bà Hổ, để ta trả thù cho cha mẹ của ta. À, xin đừng, đừng giết tôi, đừng giết tôi. À, các vị anh hùng, à, các vị anh hùng à, tôi biết bố Hồng Nhị sắp sửa ám tải tuyệt thế của Tam Tỉnh Đại Đô. Tôi cấp đi đồ hành quân cho các vị nha. Các vị tới dẫn trước đi. 200.000 lượng vàng để đổi mạng của tôi. Tôi cho người biết vô dụng thôi. Người nhất định phải chết. Đừng. Không à, đừng bao giờ giết Dương Bà Hổ. Cha mẹ của anh cũng không thể sống lại được đâu. Tại sao bắt nó đưa tin cho chúng ta? Chúng ta chặn trước tiền thế của Tam Tỉnh, làm gì càng tốt hơn mà. Không được, nó nhất định phải chết. Tại vì tay của nó dính toàn là máu người thân của ta. Xin đừng. Cho tôi cơ hội lấy công chuộc tội đi. Tôi nhất định giúp được các vị mà. Mày muốn các vị mới giúp tôi đi hả? Các vị suy nghĩ đi hả? À, đúng không hả? Thế Phong, chú biết cháu và nó không đội trời chung, nhưng nghĩa quân của chúng ta đang cần có ngân lượng để mà chữa bình mãi mà. Thù của cháu, cháu Phong hãy nhớ kỹ, phải tính cho tất cả đó. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta phải lấy được địa đồ, rồi chúng ta mới kế hoạch làm sao chặn trước tiền thế của Tam Tỉnh. Làm gì có anh em nào phản đối hay không? Dương Bằng Hổ, Hành Dương đồ đâu? Tôi không có mang theo, nhưng mà tôi gửi thơ chồng gái của tôi để Thiên Thiên ăn cắp cho các vị với được không hả? Lá thư này ai sẽ mang tới cho Thiên Thiên đây? Người mà thích hợp nhất chắc chắn là Lăng Ngãn Phong. Ngãn Phong ve thân với Thiên Thiên, cho nên là người thích hợp nhất. À, anh Phong, là anh à? Cha em tấn công núi Bạc Ngãn đã bị chúng ta bắt rồi. Anh Phong, em biết cha em chết cũng là nhiều lắm, nhưng mà xin anh hãy nghĩ đến tình của em mà tha chổng đi. Bị ổi tiểu nhân kia, nó cũng hàm sống lắm. Lá thư này hắn kêu tôi đem cho cô. Hắn kêu cô ăn cắp hành quân đồ tiền của Tam Bỉnh để đổi mạng cho hắn. Nhưng tôi không muốn cô làm như vậy, không muốn vì hắn mà mạo hiểm lớn. Tôi thật lòng không muốn. Dù sao đi nữa thì ông cũng là cha của em. Dù em có thất bại thì em cũng sẵn sàng chết để đền ơn nuôi nấng của ông. Cô hơn tôi, cô có thể làm như vậy. Còn tôi thì sao? Tội nghiệp với cha mẹ ruột của tôi. Tôi mới sanh ra ông với bà đã chết là tại cha mẹ cô, còn cha mẹ nuôi của tôi nữa. Nói sao bây giờ? Tôi cho cô biết, cho dù hắn sợ chết nhưng tôi không tha cho hắn đâu. Nhất định tìm hắn trả thù. Cô đừng có nói nhiều nữa. 3 ngày sau tôi sẽ chờ cô ở khu rừng cách đây 10 dặm. Mong cô đừng để cho tên gian tặc bố một nhảy bắt. Thiên Thiên, Bốn Dương biết con lo cho cha của con lắm, nhưng cha của con võ công cao siêu, chắc không có gì đâu. Có lẽ bây giờ ông đang bị thương và đang trốn ở đầu dưỡng thương. Bốn Dương sẽ cho người đi kiếm coi, chắc chắn sẽ kiếm thấy ông mà. Đa tạ Dương gia. Hay là con tạm thời ở trong Dương phủ, một là không cần về nhà một mình, hơn nữa chừng nào có tin cha của con sẽ biết ngay. Vậy con xin nghe lệnh của Dương gia. Được, vậy con yên tâm ở đây nha. Hả?
thiện. Anh Phong, anh quấn đồ nè. Nếu mà Nghĩa Quân lấy được ngân lượng thì cha của cô sẽ sống thêm được mấy ngày. Anh Phong, em muốn gặp mặt cha của em, anh hãy dẫn em đi đi. Không được, chờ rút cho được thiền thế tạm tĩnh, chúng tôi giữ lời hứa thả ông. Anh cho em đi đi mà, cho dù lòng hát tới đâu thì ông cũng là cha của em. Em nhớ ông lắm anh Phong. Anh Phong, anh làm ơn cho em theo đi mà. Tốt, có anh quân đồ này rồi, tiền thế tam tịnh đối với ta rất là dễ dàng. Minh chủ à, nhớ đừng khinh địch nha. Là căn phòng, biết đây là chỗ nào không hả? Bộ dẫn ai vô là vô hả? Lẽ có chuyện gì anh chịu trách nhiệm đi. Minh chủ, như cô nương đã nhiều lần giúp đỡ nghĩa quân của chúng ta, tôi nghĩ chắc không có gì đâu. Tại vì tôi đã hết lòng nài nỉ anh Phong để cho tôi đi theo. Nhưng như các vị nhất định không tin thì chờ khi tôi gặp mặt cha của tôi rồi, mấy người có muốn làm sao cũng được. Thiên Thiên cô nương, cô cần gì phải nói như vậy? Thiên Thiên, à, Thiên Thiên. Cha, cha có sao hay không? À, không có gì. Cô lấy được anh quần đồ chưa? Dạ có. Vậy tốt rồi. Cha, làm nhiều chuyện hết sẽ có ngày chết. Xin cha đừng có làm việc cho bố mộng nhĩ nữa. Ê, không đâu. Các vị ở đây có thể làm chứng mà. Như bà hổ tôi, nếu mà được lấy công chuộc tội, giúp các vị đã được tiền thế tam tỉnh về đây, tôi hứa là sẽ ăn năn hối cải và cố gắng góp sức cho người Hán. Dương bà hổ, ngươi đừng có nên nói này nói kia nữa. Ngươi có giữ được cái mạng chó ngươi hay không là tùy thuộc vào chuyện này thành công hay không. Anh đừng có uống nữa mà, nó không có tốt cho sức khỏe của anh đâu. Anh Phong, em biết là cha của em có lỗi với anh, nhưng mà nếu mà cha cô may mắn thoát được, nói với ông đi càng xa càng tốt, đừng cho tôi tìm được ông. Không, chỉ mong phụng sự cho cha của tôi đến giờ, rồi lúc đó mới tính sao. À, Phi Yên cô nương, nếu có dịp tôi nhờ cô hãy săn sóc giường cho anh Phong, tại vì hiện giờ anh không còn một người thân nhân nào nữa hết. Tôi biết, tại vì anh Phong là anh em tốt của châu Nghĩa Quân, chúng tôi ai cũng quan tâm cho anh lắm. Cô yên tâm đi. Cô có sao không? Xin lỗi nha. Cái áo này là của anh Phong, nó bị rách rồi. Để tôi giá lại cho anh rồi trả lại cho anh sao?
Tại sao phải làm như vậy? Trả áo lại cho tôi. Chứ em giá cái áo cho anh lần cuối đi mà. Hả? Được rồi, chúng ta đã quay qua tấm băng đồi này rồi. Đội xe áp tải truyền thế Tam Tỉnh sẽ đi ngang qua chỗ này ha, cách núi Hí Giang 11 dặm. Như vậy thôi, chúng ta chỉ cần cho người nằm sẵn ở nơi đó, giết tụi nó không dịp ra tay, chắc chắn là sẽ thành công. Ngào đại ca, lần này do ai dẫn quân vậy? Tôi là minh chủ, nhưng mà chiến công rất là ít. Vậy lần này để tôi đích thân dẫn quân. Minh chủ không thể rời khỏi chỗ này. Chà, tôi cũng có chút truyền thế mà, đâu phải là xa lắm. Miễn là chúng ta nghĩ được một cách an toàn, chắc là không có gì đâu. Nếu mà là cách an toàn thì dù là người nào dẫn quân đi cũng có thể lập công vậy. Được, giờ mà soi nếm ông. Thôi được, kế hoạch này nhất định phải tiến hành. Nhưng mà chuyện gì cũng phải cẩn thận. Nè, chúng ta kế hoạch cho kỹ nha. Người nói đi. Không đâu, tôi đầy ra nó láo đâu. Chắc là bố Mộng Nhĩ biết tiên thi đang cấp hành quân đồ, cho nên anh đổi đường đi. À, đúng vậy rồi đó. Người đừng dở trò với Liễu Hàn Long này nha, hả? Biết chưa? À, không đâu. Giờ ta lấy không được tiền thế, người biết hậu quả người ta sao chứ? Minh chủ à, xin đừng làm vậy mà. Tôi hứa tôi sẽ tìm ra mà. Minh chủ, hả? Người hại chết nhiều người, cho người chết là vừa. Đúng, giết tình chỗ này đi. Đừng mà, đừng có giết cha của tôi. Không được, chúng ta phải giết nó để mà trả thù cho các huynh đệ đã chết. Đúng rồi. Giết nó đi. Xin đừng. Phong à, thù giữa nó với anh không đủ trời chung. Bây giờ tôi giao người này cho anh nha. Xin đừng giết tôi. Nếu có giết em đây nè, anh Phong. Tránh ra. Anh Phong, đừng có giết mà. Đừng có giết cha em. Đừng có giết cha em mà. Lâm Hà Phong, giết nó đi. Đúng rồi. Tôi cũng là người Hán mà. Các người chỉ biết giết người Hán thôi. Nếu mà có giỏi thì giết bố Mộng Nhĩ đi. Nguyệt Tiên thì Lan Quảng Điền bị bố Mộng Nhĩ giết chết rồi đó. Tôi sẽ giúp các người giết bố Mộng Nhĩ. Một mạng để một mạng. Tốt, đề nghị này rất là hay. Nhưng mà ta cho người 3 ngày thôi nha. 3 ngày sau phải lấy đầu bố Mộng Nhĩ lên đây cho ta. Tại vì phế bỏ cho công của nó mà thôi. Kêu người dẫn nó về. 3 ngày sau tôi sẽ trở về đây. Cha. Thiên, con cẩn thận nha. Nhớ kỹ nha, nhất định lấy đầu bố Mộng Nhĩ về đây. Hả? Bái kiến nhân gia. Thiên, mới hôm đó còn nói sẽ ở Dương phủ mấy ngày, tại sao bỏ đi cũng không nói vậy? Dạ, tại vì con lo sự an nguy của cha con, cho nên con mới chạy lên núi Lạc Ngạn để điều tra thử. Vậy à? Điều tra được cái gì? Bổn Dương nói rồi mà, con không cần phải lo. Thấy con có bộ mệt lắm, con yên tâm ở trong Dương phủ đi. Chuyện cha của con để chị Bổn Dương giải quyết cho. Dạ, Dương gia.
sao giết Bổn Dương? Ngươi là con chó mông cổ, người Hán ai cũng muốn lột da người ăn thịt của ngươi. To gan, ai chửi Bổn Dương thì được, Thiên Thiên thì không được. Con biết ta là ai không? Ta là cha của con. Tại hồ tại đông thiên giang à giang, tại hậu phán ngoài biển hàn, hoàn lý yêu sông nguyên, dòng hồi bất năng. Này đi xâm lưỡi linh yêu biển hàn, tại nhân tại đông thiên giang à giang, mong tăng bộ nị thân thần tình y thị công xe mình nhau kỷ nhận ngồi tắc kim thuyền mì mi thay mặn sao xuyên tăng mô hình vui xăm tâm ô chí duyên đất xây cùng nị sớm phân. Nhìn nhìn si mong lấy nhân tình hoa nhà ở trên mặt người xin hầu ngồi đi xuống lời